Ca sĩ Như Quỳnh Bức Xúc bị gọi là máy bay phản lực và lời tấu hải kém duyên. Giọng ca duyên phận từng được xem là một trong những nữ ca sĩ xinh đẹp nhất ở làng nhạc hải ngoại. Ca sĩ Quang Lê từng đặt cho chị biệt danh Hoa hậu Bolero. Năm nay, Như Quỳnh đã sang tuổi 53. Nữ ca sĩ nhiều lần tự chào, người tình mùa đông năm nào nay đã là bà già mùa đông. Khán giả cười vui vẻ trước sự hài hước của chị. Nhưng mới đây, thượng đế, nhất là fan của Như Quỳnh Bức Xúc, khi một nam ca sĩ 8X vì thần tượng của họ như máy bay phản lực ngay trên sân khấu. Tấu hài gây sốc, như Quỳnh vừa có đêm diễn tại một tụ điểm ca nhạc ở Hà Nội, đêm nhạc có tên vùng lá me bay. Với ca khúc của anh Việt Thanh, như Quỳnh từng thu về 100 triệu lượt xem trên Youtube, hiện nay, chị là một trong những giọng ca bolero hiếm hoi sở hữu tới hai ca khúc trăm triệu lượt xem trên YouTube. Giọng ca Duyên Phận và ca sĩ Ngọc Sơn là hai nhân vật chính của đêm nhạc vùng lá me bay. Ngoài ra, còn có khách mời đặc biệt là Mai Trần Lâm. Giọng ca sinh năm 1985 này đã ghi dấu ấn nhất định với những ca khúc thuộc dòng bolero. Trong đêm vùng lá me bay, như Quỳnh hát chung với Mai Trần Lâm, ca khúc nối lại tình xưa, sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang từng là hit của chị và Mạnh Quỳnh thuở cả hai còn son trẻ, về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Kết thúc bài hát, giọng ca duyên phận hết sức hiềm tốn nói rằng, cảm ơn Mai Trần Lâm, một người như Quỳnh ái mộ bây giờ mới được hát chung trên sân khấu như quỳnh bước vào hậu trường nhưng sân khấu lại cho mai trần lâm ngay lập tức giọng ca gốc tuyên quang tấu hải không biết các vị ở dưới thế nào chứ ở trên áp lực lắm lái cái máy bay thật là kinh khủng anh còn nhấn mạnh thêm máy bay anh vừa lái là máy bay phản lực là xe tăng đây là màn đùa vui gây sốc với khán giả có mặt tại đêm diễn và những khán giả theo dõi chương trình ở livestream tung ra như quỳnh không phản ứng trước màn tếu táo kém duyên của mai trần lâm sau một bộ phận fan như Quỳnh đã bức xúc thay thần tượng, họ bức xúc hoàn toàn có lý. Có lẽ trong làng giải trí Việt chưa bao giờ tuổi tác của một nữ nghệ sĩ bị mang ra làm trò đùa công khai trên sân khấu như thế. Cũng qua màn tấu hài gây sốc của Mai Trần Lâm, một số khán giả cho rằng nên xem lại cách ám chỉ có tính diễu cợt những cặp đôi tranh tuổi. Vì công trẻ lái máy bay bà già, câu nói này tưởng chỉ phổ biến trong đời thường, mà nay đã chạy lên sân khấu. Nếu chúng ta đã hào phóng cho rằng tuổi tác chỉ là con số, tại sao còn cô giữ những cách ví von làm tổn thương người khác cần học ăn học nói chẳng phải chỉ có mai trần lâm mất điểm vì khoa ăn nói những màn đối đáp trêu đùa kém duyên của nghệ sĩ việt không thiếu chỉ cần điểm qua trấn thành đã đủ dẫn chứng ngay trên sóng truyền hình chương trình ơn rời cậu đây rồi mc diễn viên này từng gây tranh cãi khi nói hương giang hoa hậu chuyển giới rằng người cô ấy toàn mùi silicon tuy hương giang không giận đàn anh xong khán giả thì lắc đầu cũng trong một chương trình truyền hình, anh lại đụng chạm đồng nghiệp Việt Hương khi ví một chú chó giống. Việt Hương vì vừa đen, vừa cột tóc cao. Ca sĩ Đức Phúc cũng từng là nạn nhân của Trấn Thành ở chương trình Ca sĩ Mặt Nạ. Tại đây, Trấn Thành dùng hình thức miệt thị ngoại hình của người khác để gây cười. Anh miêu tả răng của giọng ca hết thương cạn nhớ. Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con Hải Ly là hợp. Nói rồi anh còn bắt trước nụ cười của Đức Phúc một diễn viên hài kiêm mc khác cũng từng mang một phần góc con người của đồng nghiệp làm trò cười trong một chương trình truyền hình trường giang miêu tả hàm răng của nữ ca sĩ khổng tú quỳnh hàm dưới ở cà mau hàm trên ở phan thiết cũng không phải lần đầu trường giang mắc lỗi miệt thị ngoại hình đồng nghiệp trong chương trình kỳ tài thách đấu trường giang tán đồng ý kiến của nam thư về ngoại hình của mạc văn khoa nói về xấu làng hài em xấu nhất nói về đen làng hài em đen nhất đã thế anh còn tấn công đồng nghiệp lâm vĩ dạ về nữ lâm vĩ dạ xấu nhất làng hài điều gì đã khiến cho trường giang trấn thành hay mới nhất nam ca sĩ mai trần lâm mất điểm trong mắt khán giả vì phát ngôn đang nói chính họ không biết họ tấu hài kém duyên nên cứ thản nhiên bắn ầm ầm trên sân khấu trên truyền hình lời dạy của người sư học ăn học nói ngẫm đến hôm nay vẫn nguyên giá trị dù cứ sai đi vì cuộc đời cho phép như lời ca các bạn trẻ say xưa một dạo nhưng không được phép sai ở những ứng xử những tình huống thuộc về văn hóa. Trấn Thành than, làm nghệ sĩ khổ lắm nhưng anh không biết rằng làm khán giả cũng khổ lắm, đau lắm, mà Trần Lâm ví như Quỳnh là máy bay phản lực, bao nhiêu chị em chạy lòng, hết mùa xuân lại đến mùa thu cuộc đời, mà tuổi xuân của phụ nữ trôi nhanh. Nghệ sĩ không chỉ cần tài năng mà còn cần một hình ảnh đẹp, hình ảnh đẹp được tạo thành từ muôn mặt của nghệ sĩ, trong đó ăn nói, ứng xử giữ vai trò quan trọng nhiều khán giả trẻ chẳng ngại thừa nhận hà anh tuấn tuy không quá ấn tượng ở giọng hát song họ vẫn không ngừng yêu thích anh bởi anh ăn nói có duyên và có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng ca sĩ ăn nói có duyên ở làng giải trí việt có bao người hình như hơi hiếm